chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ đi câu đấy. Bây giờ mình sẽ cùng anh mình đi câu nhá mọi người, theo mình đi câu nhá. Mọi người nhìn ao nhà mình, đây là ao nhà mình. Đấy. Hay thôi ăn cá sông. Đi ra sông câu. Đi anh. Mọi người phong cảnh nhà mình đẹp không? Anh đi, đi. Có cái gì rồi kìa? Đi. Anh thấy không? Thấy không? Thế này. Đây. Cái để em thu mà để em cho nhìn giống cái gì ấy. Nhìn giống cái gì ấy. Cái gì ấy anh nhỉ? Nhìn giống cái tượng ấy. Em thử ra phốt đi ạ. Sợ lắm. Sợ gì mà sợ. Đấy, đang trôi. Kinh lắm, nhỡ cái gì nó trôi. Giống trẻ con lắm. Không, sao đâu, cứ vớt vào. Bằng gỗ. Tượng. Đây này. Đẹp đấy. Vác vào xem nào. Này đấy, tượng quý đấy. Nhưng nhớ ở chùa nó lém xuống hay sao? Không. Sợ lắm. Không, tượng không phải tượng ở chùa rồi. Sâu quá. Đẹp không? Đẹp đấy. Úi rồi. Thơm cực luôn. Đẹp đấy. Không biết cứ cầm vào lá. Chắc họ thờ xong hay có vấn đề gì họ ném xuống đây này. Thơm lắm. Đấy, thơm lắm. Nặng lắm. Mọi em. Nhưng mà sợ bị ấy lắm. Sợ chùa họ ấy xuống ấy.
Thơm thế. Gỗ hương hay sao? Hình như gỗ hương ra. Thơm lắm. Thơm. Sao đẹp này họ vất đi nhỉ? Hay là cúng bái gì không ấy họ vất đi. Mà con lại ông đấy. Ông của con vớt nên ông phù hộ cho con. Đấy. Không nói nhiều, đi về luôn. Bà. To lắm mọi người này. Nhưng mà sợ lắm, bê về nhà liên lên bên thầy cúng ông. Không cúng bê về á. Ngon. Hôm nay vớ được. Đây không biết là gỗ gì không. Giờ mình phải làm gì? Hay mình đi xem nhá. Đi xem thôi mọi người. Nghe mọi người video tiếp theo về không nhá. Bây giờ mình sẽ đi hỏi mẹ mình xem xử lý vụ này sao, bởi vì tượng nhiều khi là ở chùa ấy hay là ở đền thì họ thả trôi sông mình vớt, mình nhớ bị mang nghiệp hay mang cái gì chết. Thôi hẹn anh em sau nhá, gặp anh em video tiếp theo, bye bye.